Những lưu ý khác khi người tuổi Kỷ Mùi có dự định xây nhà hay mua nhà. Ngoài các hạn đại kỵ thái tuế tam tai kim lâu hoang ốc, gia chủ cũng cần phải lưu ý những vấn đề sau đây khi có dự định xây nhà hay mua nhà. Để mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ, mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và tránh đem lại những chuyện xui xẻo cho bản thân và gia đình. Lưu ý tuổi Kỷ Mùi có dự định xây nhà hay mua nhà. Lập kế hoạch tài chính chi tiết. Lập bản kế hoạch tài chính chi tiết là một bước cần thiết trong quá trình xây dựng ngôi nhà. Điều này sẽ cho gia chủ có một cái nhìn tổng quan về toàn bộ dự án, các vấn đề cơ bản như chi phí xây dựng, nhân công lao động, bảo hiểm, chi phí nguyên vật liệu và các khoản thu chi khác đều sẽ được hiển thị một cách minh bạch, rõ ràng. Đồng thời giúp gia chủ tính toán được tiến độ xây dựng, tránh hao hụt tài nguyên, đảm bảo cho việc xây dựng hoàn thành một cách suôn sẻ. Sức khỏe. Sức khỏe là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng nhà cửa mà gia chủ cần hết sức bảo vệ. Nếu sức khỏe không tốt, hiệu suất làm việc sẽ bị giảm sút, giai đoạn xây dựng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm kéo dài thời gian hoàn thành công việc. Chính vì vậy, gia chủ cần phải giữ cho bản thân một sức khỏe thật tốt. Ăn uống đầy đủ để có thể giám sát công trình và quản lý xây dựng ngôi nhà một cách suôn sẻ, đảm bảo đúng tiến độ đưa ra, hoàn thành nhanh chóng. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý. Tuân thủ các quy định về pháp luật và hoàn tất các thủ tục hành chính là chuyện không thể thiếu trong quá trình xây dựng nhà cửa. Điều này giúp việc xây nhà trở nên dễ dàng hơn. Trước khi bắt đầu tiến hành xây dựng, gia chủ cần phải hoàn tất các thủ tục sau đây. Đảm bảo bản thân có giấy chứng quyền sử dụng khu đất dự định xây nhà. Được cấp giấy phép xây dựng nhà bởi chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đảm bảo quá trình chuẩn bị hồ sơ, thẩm định và phê duyệt bởi cơ quan chức năng là hợp pháp, không vi phạm pháp luật. Lưu ý về hướng nhà hợp phong thủy. Trong văn hóa phương Đông, việc chọn hướng nhà phù hợp với tuổi của bản thân sẽ quyết định sự khí vận và may mắn của gia đình. Điều này ảnh hưởng đến việc ngôi nhà có đón được nhiều nguồn sinh khí tốt cho gia chủ và đem lại nhiều may mắn hay không. Gia chủ tuổi Kỷ Mùi thuộc cung trấn hành mộc nên chọn các hướng Đông, Phục Vị, Bắc, Thiên Y, Nam, Sinh Khí, Đông Nam, Phúc Đức. Đây là những hướng phù hợp với gia chủ để xây nhà. Ngoài ra, gia chủ cũng nên tránh các hướng Tây Bắc, Ngũ Quỷ, Tây Nam, Họa Hại, Tây, Tuyệt Mệnh, Đông Bắc, Lục Sát. Đây là những hướng xấu, sẽ mang lại xui xẻo nếu xây nhà ở những hướng này. Thời điểm xây nhà. Chọn thời điểm xây nhà trong năm đẹp và phù hợp sẽ giúp cho việc xây dựng ngôi nhà được thuận lợi và suôn sẻ. Mùa xuân là mùa tràn đầy sinh khí, đánh dấu một khởi đầu mới trong năm. Đây là thời điểm rất thích hợp cho việc xây dựng nhà cửa. Ngoài ra, các tháng như tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là các tháng đã vào mùa khô, điều kiện thời tiết thường thuận lợi cho quá trình xây dựng. Đảm bảo được tiến độ thi công, gia chủ Kỷ Mùi có thể xem xét xây nhà vào những tháng này. Bên cạnh đó, nên hạn chế thi công vào tháng 7 âm lịch vì đây là tháng cô hồn, âm khí rất nặng, có thể mang lại xui xẻo, bất lợi cho gia chủ trong quá trình xây dựng ngôi nhà.